tôi không phải đặc vụ. Tập 37. Tư lệnh, bây giờ chúng ta thật sự đã gần đến nơi rồi. Cái gì cũng có, chỉ thiếu đạn dược thôi. Lúc trước ba tôi mua vũ khí, dùng hết sạch tiền rồi. Cái thiếu nhất bây giờ là kinh phí. Đừng lo lắng, nhất định có giải pháp. Thiếu soái, thiếu soái, chuyện gì? Không hay rồi, người thế chỗ cho tư lệnh e rằng không phải anh. Thiếu soái, đừng hoảng sợ, có lẽ là tin đồn, chúng ta vẫn còn cơ hội. Đăng thần, hai ngày sau anh sẽ liên lạc với bạn của bạn. Em về trước đi. Em có thể giúp gì cho các người không? Không cần, em về đi. Tử Cương, tiễn quấy. Em đi nha. Ừ. Tiết Dân Tận vẫn chưa chết sao? Đúng. Hắn đã phát hiện thân phận của Dương Nhị, đánh cắp khẩu huyết và chìa khóa kho giặc. Không xong rồi. Mã Trưởng Ban, ông yên tâm, bây giờ hắn nghi ngờ tôi rồi. Tạm thời ông vẫn an toàn. An toàn. Tôi và cô bây giờ là châu chấu trên dây. Cô chạy không được, tôi bỏ không xong. Vậy thì chúng ta sẽ giết hắn. Ra lệnh đi. Ra lệnh tiêu diệt, bí mật đuổi giết Tiết Dân Tận. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở cửa đi. Sao mẹ không mở cửa? Mở cửa cho con hồ ly giết chồng của mẹ, còn đến phá hoại Thiếu Đình nữa. Mẹ vẫn nghi ngờ cô ấy hại ba sao? Lúc đó mẹ vì muốn ổn định lòng quân mới chấp nhận đồ quan gia Ngô Ma. Trong lòng mẹ biết rõ Ngô Ma không có cơ hội giết tư lệnh. Yên Đăng Thần chắc chắn không đơn giản. Bọn họ thật quá đáng. Chị à, xin lỗi, oan ức cho chị rồi. Oan ức này chẳng là gì, đừng để trong lòng. Tình hình bây giờ sao rồi? Ban chỉ huy bên đó thái độ mơ hồ, luôn không đưa ra ý kiến rõ ràng. Em lo là Khang Gia Quân sẽ bị thu biên. Vậy công sức của chúng ta uổng phí rồi. Nếu chúng ta phát động khởi nghĩa thì Tiêu Dật Trần giúp đỡ. Chúng ta thuyết phục anh ấy được không? Việc này cứ để tôi lo. Tôi sẽ tìm Tiết Dân Tận, anh ấy sẽ thuyết phục được Tiêu Dật Trần. Có ai không?
có ai không? Cho hỏi có ai không? Có ai không? Dân ca, tìm anh à? Anh bị thương rồi. Bị thương ở đâu? Đau lắm không? Vết thương nhỏ thôi, không đáng gì đâu. Em đưa anh vào bệnh viện. Anh không muốn vào bệnh viện. Em biết mà. Anh rất sợ Kim. Dân ca, em ở bên anh mà. Đừng gánh vác mọi thứ một mình. Anh như vậy em lo lắm. Nhưng sự thật là việc gì anh cũng làm được mà. Em không cho phép. Anh đã chết một lần rồi. Vì anh đã chết một lần rồi nên Diêm Dương gia không thèm nhìn anh nữa. Đừng lo mà. Tìm anh có gì hả? Không có gì. Em đến hỏi thăm anh thôi. Em đi nha. Anh tự lo cho mình đó. Nói dối. Em không có. Em quan tâm anh mà. Vì anh đã làm nhiều việc cho em. Sao em biết anh làm nhiều việc cho em? Không phải anh đã từng nói ý định của chúng ta giống nhau sao? Thật không? Tất nhiên rồi. Em cứ nói rõ mọi việc. Thứ định quyết định cậy nhờ Đảng Cộng sản. Cần anh thuyết phục Tiêu Dật Trần cùng khởi nghĩa. Chắc không khó đâu. Cậu ấy sẽ đồng ý thôi. Còn không thì quan tâm anh là được rồi. Giỡn hoài. Anh nghiêm túc đó chứ. Chuyện khác thì không nói. Còn chuyện này, tình hình Đảng Cộng sản thế nào anh biết mà. Anh là người, một người ăn no cả nhà không đói. Nhưng còn tôi, ngay cả khi tôi không nghĩ cho mình thì tôi cũng phải nghĩ đến anh em của tôi chứ. Vậy anh muốn gì đây? Cho câu trả lời đi. Đừng sốt ruột quá. Để tôi nghĩ cái đã. Hay là như vậy, anh hẹn họ tới. Mọi người chúng ta cùng nhau bàn bạc. Được rồi. Nhưng mà anh không được suy nghĩ khác đâu. Đừng lo. Có khi nào tôi làm anh thất vọng chưa? Cảm ơn nha, người anh em. Hôm nay trời nắng đẹp, gặp gỡ bạn cũ. Thời gian trôi nhanh quá. Đừng có lảm nhảm nữa. Khi tôi đuổi giết Dương Nhị, phát hiện hắn là đặc công Nhật Bản. Sau đó Tăng Cửu Nhã dạy cứu hắn. Ý anh nói Dương Nhị và Tăng Cửu Nhã đều là đặc vụ Nhật Bản. Đúng vậy. Anh nghĩ Mã Quỷ Long cũng vậy. Anh đã tìm ra khẩu quyết và chìa khóa kho vàng trên người Dương Nhị. Những thứ này chắc lấy từ chỗ Mã Quỷ Long. Cho nên anh nghĩ là chắc chắn bọn họ thông đồng. Nếu như nói Mã Quỷ Long thông đồng với người Nhật, vậy thì Vũ Thành sẽ là căn cứ của người Nhật. Tiêu Lữ đoàn trưởng, mục đích của chúng tôi anh cũng biết. Anh nghĩ sao hả? Tôi nghĩ chỉ cần loại bỏ Mã Quỷ Long, cái khác có thể tính kế lâu dài. Không phải đồng ý rồi à? Đây là kết quả của anh à? Tôi nghĩ tới nghĩ lui, tôi có được như ngày hôm nay không dễ. Tôi không dễ dẫn anh đến ngõ cụt được đâu. Quên ý định ban đầu của chúng ta sao? Tất nhiên là không quên. Chúng ta muốn yêu nước, nhưng đất nước yêu chúng ta lúc nào đâu? Anh làm điều này không phải vì lý tưởng, mà chỉ muốn ủng hộ Đoàn Tư Ý. Tôi không phải ủng hộ cô ấy. Khoảng cách giữa anh và tôi như 50 bước và 100 bước. Vậy bây giờ anh thật vô lý. Quyết định của tôi luôn đúng. Tiêu Lữ đoàn trưởng,
Sao anh lại nghĩ ở chỗ chúng tôi đi vào ngõ cụt vậy? Tôi là trẻ mồ côi. Tôi từng lấy nửa cái bánh cao lương, suýt bị người ta đánh chết. Từ đó về sau tôi thề là dù tôi có ăn cắp, cướp của, giết người thì sẽ không bao giờ sống như vậy nữa. Nếu như gia nhập đảng Cộng sản, tôi sẽ sống thế nào đây? Đồ các người ăn là rau rừng, mặc đồ rách rưới, bị quốc quân vây quét ngày đêm, không biết ngày mai ra sao. Tôi nói đúng không? Dù không biết ngày mai thì đã sao? Bây giờ đất nước đang khủng hoảng, ai cũng nghĩ đến lợi ích của mình. Không lẽ anh định đeo mặt nạ cả đời sao? Tôi đeo mặt nạ quá lâu rồi, không cởi ra được đâu. Anh suy nghĩ lại đi. Tôi sẽ giữ kín bí mật hôm nay, nhưng vì việc đối phó với Mã Quỳ Long, chúng ta thống nhất rồi. Còn những chuyện khác tôi không làm được, xin lỗi. Ai cho con tự ý quyết định? Chú đã nói nhiều lần rồi, không thể tùy tiện tiết lộ danh tính. Đây là nguyên tắc. Xin lỗi chú, là con sơ suất, là lỗi của con, là con mù quáng tin rằng Dân Ca sẽ thuyết phục được Tiêu Dật Trần. Hy vọng hai đứa rút ra bài học. Sự việc đến nước này rồi, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Thứ nhất, cố gắng lôi kéo Tiêu Dật Trần và Tiết Dân Tận. Thứ hai, chuẩn bị toàn lực sơ tán. Hay lắm Mã Quỳ Long, muốn trốn tôi à? Trốn đi. Sao không trốn luôn đi? Anh của tôi, sao tôi dám trốn anh chứ? Phu nhân không phải do tôi giết mà, tôi bị gài bẫy thôi. Anh xem, tôi không phải đang đọc báo sao? Ai dám gài bẫy anh vậy, Mã đại trưởng ban? Tiết Dân Tận nói láo, lấy một người chết để lừa tôi à? Tiết Dân Tận chưa chết, mà là giả bộ. Nó hận tôi, giết hại ba nó. Nó nhất quyết gài bẫy tôi, ám sát tôi. Hơn nữa, đánh cắp khẩu quyết và chìa khóa kho vàng. Nguyên Viên Tôn, toàn bộ đều là sự thật. Thật không? Là thật mà. Tiết Dân Tận này đã lén lút lén vào văn phòng tôi, đánh cắp chìa khóa và khẩu quyết kho vàng, lấy hết tất cả tài liệu. Tôi đã ra hiệu truy sát nó. Mã Quỳ Long, có phải anh nghĩ tôi là người dễ bị gạt không? Lại nói dối trắng trợn như vậy với tôi. Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi. Để rồi xem. Chu Nhiên Tôn, anh Tôn, tôi quỳ lại anh. Anh Tôn, tôi dám thề với trời, nếu như tôi nói nửa lời dối trá thì tôi chết không toàn thây. Chu Nhiên Tôn, anh suy nghĩ lại đi. Bao nhiêu năm qua chúng ta hợp tác với nhau, tôi có bao giờ dám cả gan đưa anh chưa? Đừng có giở trò nữa. Cái tôi muốn là kết quả. Khi nào số vàng đó nằm trong tay tôi thì tôi mới tin anh. Yên tâm, tôi đảm bảo nhất định giành lại số vàng. Nhưng trước tiên chúng ta phải tiếp tục liên thủ lại với nhau. Đứng lên rồi nói. Tôi bây giờ đã nghĩ ra một kế liên hoàn. Bước đầu tiên, diệt trừ Tiết Dân Tận, chặt đứt một chân của nó. Bước thứ hai, chia rẽ mối quan hệ giữa Tư Ỷ và Thiếu Đình, tìm cơ hội bắt Đoàn Tư Ỷ để chi phối Tiết Dân Tận.
Tiêu Lữ đoàn trưởng, là tôi. Tôi muốn cậu giúp tôi loại bỏ Mã Quỳ Lộc. Hả? Sao vậy? Vợ tôi bị người khác đầu độc. Tôi có bằng chứng là do Mã Quỳ Long làm. Ngoài ra, cái chết của Khang Tư Lệnh cũng có liên hệ trực tiếp với ông ta. Chung Nhiên Tôn, tại sao lại nói với tôi những điều này? Chúng ta là hai chiến tuyến. Mã Quỳ Long, con người này rất khó đối phó. Vì vậy, tôi không dám sử dụng Phục Hưng Xã, cho nên cầu cứu các người. Ông muốn tôi làm gì? Tôi muốn chơi một ván cờ, muốn mời cậu, Khang Thiếu Soái và các quân nhân khác tham gia. Tại bữa tiệc, tôi muốn vạch trần Mã Quỳ Long, kéo ông ta xuống. Tôi mong cậu dốc sức vì đảng quốc. Vì đảng quốc, tôi sẽ dốc sức. Vạch trần, tôi sẽ giúp ông. Được, anh em tốt. Như vậy, trưa ngày mai, quán rượu Tiểu Thuận Hỷ, không gặp không về. Được. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không ổn. Không ổn chỗ nào? Anh cũng nghe ông ta nói rồi, câu nào cũng đúng, không hề sai. Là do có quá nhiều sơ hở, cho nên mới đáng ngờ. Nghĩ thử xem, mối quan hệ giữa ông ta và Mã Quỳ Long giống người một nhà. Cậu khẳng định bọn họ không giở trò chứ? Dân Tẩn ơi, anh đang nghi quá rồi. Ngày mai Khang Thiếu Đình cũng tới, tôi sẽ mang nhiều lính tới. Tôi không tin họ đụng vào tôi. Anh nhớ kỹ một điều, không bao giờ được tin Chuyên Viên Tôn. Đây rõ ràng là người giả dối. Nhưng nếu anh cứ phải đi, hãy nhớ chừa cho mình một lối thoát. Anh không phải giận sao? Đi đâu đó? Tìm lối thoát cho anh. Cái gì vậy? Cậu yên tâm, Tiêu Dật Trần gặp nguy hiểm, chúng tôi sẽ không ngồi yên đâu. Chú muốn trao đổi cái gì? Không cần. Vậy tại sao giúp tôi? Tôn chỉ của chúng tôi là đoàn kết tạo ra lực lượng thống nhất, dù thế nào cũng không bỏ rơi bạn bè. Bạn bè? Chúng ta là bạn bè kiểu gì? Chẳng qua là giao dịch thôi. Không phải cậu nói từ Ý, cậu hối hận không sớm tham gia với chúng tôi sao? Tôi chỉ nói dối thôi. Tôi nghĩ mình sắp chết, cũng chỉ là kế hoạch, nên chúng ta không cùng quan điểm. Vì vậy, cậu không thể thuyết phục Tiêu Dật Trần, vì cậu không thuyết phục được chính mình. Đúng vậy. Thành thật mà nói, những người như tôi và Tiêu Dật Trần sẽ không tin bất cứ ai. Chúng tôi đã từng có lòng yêu nước nồng nàn, nhưng cuối cùng nhận được gì? Ý định ban đầu của chúng tôi đã bị chà đạp xuống đất rồi. Cho nên cậu càng nên chống lại hệ thống đen tối. Lý do chúng tôi làm cách mạng, lý do hy sinh thân mình, đó là xây dựng một xã hội mới. Người mẹ sẽ không còn khóc, trẻ em không còn đói, tinh thần yêu nước của thanh niên không còn bị xã hội mới chà đạp. Sức hút của chủ nghĩa cộng sản là ở chỗ chúng tôi không vì tư lợi, mà là chiến đấu cho tương lai của đất nước. Chiến đấu vì đất nước thay vì tư lợi, không sai. Tôi không tin. Rồi cậu sẽ thấy. Để tôi xem. Hôm nay tôi mời tất cả mọi người tới đây. Đầu tiên là cảm ơn mọi người đã chăm lo cho cháu tôi. Thứ hai, tôi muốn tuyên bố một điều quan trọng. Nào nào, chúng ta nâng ly. Má khách rộng,
Mở trưởng ban, người khác uống nhưng ông không uống, không lẽ có tâm sự à? Tôi có gì để lo lắng chứ? Cuộc gặp mặt này không thể hung hăng quá, thấy sự khó phân, tốt hơn là phải biết giữ kín tất cả. Đội chi, nguyên soái, xin các anh giúp chúng tôi làm chủ. Chuyện gì? Nói. Đợi đã. Đây không phải là người của Khang Tư lệnh được phái tới Lữ đoàn 17 sao? Sao đây? Nghe nói Lữ đoàn trưởng lý do cậu giết phải không? Người giết Lữ đoàn trưởng lý không phải tôi là Tiêu Dực Trần. Nói láo. Sao dám hãm hại ta? Ta phải xử ngươi trả thù cho cậu ta. Khoan đã. Họ Tôn kia, tôi hỏi cậu, lúc đó tại sao cậu giết Lữ đoàn trưởng lý? Là hắn giết. Hắn không phải cháu trai của Lữ đoàn trưởng lý. Hắn là giả mạo. Là người này. Tôn Phó Quan, cậu ở đây nói sằng nói bậy. Hả? Ba tôi cử cậu đi đốc quân thì nửa đường đau ngủ, bây giờ chạy đến hãm hại Lữ đoàn trưởng Tiêu. Theo tôi về doanh trại, tôi sẽ từ từ thẩm vấn. Không phải thiếu soái, không phải chủ nhân Tôn ở đây sao? Cậu bị quan gì? Cứ nói. Tôi có nhân chứng. Ai? Người này, đây là cháu ruột của Lữ đoàn trưởng lý. Thật là tức cười. Lời nói dối này cũng bịa ra được sao? Cậu nghĩ ở đây ai cũng ngốc à? Có vẻ giống như Lữ đoàn trưởng lý. Nhưng mà cậu có bằng chứng chứng minh cậu là cháu ruột ông ấy không? Có. Tôi có hộ khẩu chứng minh. Chu Nhiên Tôn, kẻ ba qua này không thể tin. Tiêu Dực Trần, cậu cũng có lá gan lớn quá, dám mạo danh giết hại viên chức của nhà nước. Chu Nhiên Tôn, ông sao rồi, dễ giống không? Để tôi xem. Rất giống. Tôi đang vội lắm. Cô có thể nhanh lên không? Chú à, như vậy đi. Chú cứ đi làm việc, đợi con vẽ xong chú trả tiền cho con. Được rồi. Kế hoạch thay đổi, cẩn thận. Cứ vậy nha chú, từ từ đi. Được, tạm biệt. Tôi sẽ quay lại. Chu Nhiên Tôn, Lữ đoàn trưởng Tiêu được Lữ đoàn trưởng lý nhận định có thể là giả không? Đúng. Dương tham mưu trưởng, Lữ đoàn trưởng Tiêu là người thế nào? Cứ Dương, đừng nói nữa. Lữ đoàn 17 chỉ tin vào Tiêu Dực Trần. Làm gì vậy? Ông, ai dám hãm hại cô ấy? Có kết cục như vậy? Các người thấy rồi đó, tôi đã giết hắn rồi. Bởi vì hắn dám hãm hại Lữ đoàn 17. Nếu ai dám tung tin nhảm, Lữ đoàn 17 sẽ không khách sáo với người đó. Tên khốn này, cậu cũng thật to gan. Cẩn thận. Đi mau Dực Trần, họ muốn giết cậu. Người đâu? Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn. Đứng im. Chu Nhiên Tôn, chỉ một lời tố cáo không có căn cứ đã giết hại quan chức đảng quốc. Ông nghĩ có thể một tay che trời sao? Đỗ Phó Quan, có. Ra ngoài bảo vệ Lữ đoàn trưởng Tiêu. Rõ, ai dám manh động, lão tử giết hết. Khang Thiếu Đình, Khang gia quân không phải để cậu làm gì thì làm. Vũ Thành bây giờ không phụ thuộc vào ông. Quay.
Nhanh, lên xe. Được. Đuổi theo. Xe nổ lớp rồi, mau xuống xe. Mau, đưa cậu ta đi trước đi. Không được, một mình trước nguy hiểm lắm. Đây là mệnh lệnh, muốn đi thì cùng đi. Chạy nhanh đi. Người bắt hắn, đừng để chạy trốn. Những người còn lại theo tôi. Tiêu Dật Trần chưa chết, chắc chắn sẽ cùng Khang Thiếu Đình báo cáo lên ban chỉ huy. Rắc rối lớn rồi. Ông yên tâm đi, lần này Tiêu Dật Trần chắc chắn sẽ chết. Miễn là hắn chết, Khang Thiếu Đình muốn làm trời cũng không được. Ngoan, lại gần một chút. Nhanh lên, tôi yểm trợ anh. Tôi không đi, sao lại giúp tôi? Tôi từ chối hợp tác với các người mà. Tôi muốn giúp anh thì giúp, nói nhiều làm gì. Nhanh lên. Đừng giúp tôi nữa, cậu hết đạn rồi. Sao yểm trợ tôi được chứ? Anh đừng lộn xộn nữa. Tôi chỉ còn đúng một viên đạn, muốn giết người hay giết mình. Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh đi. Muốn đi thì cậu đi đi, đừng phí lời vô ích với tôi. Nếu lần này tôi sống sót, tôi sẽ đi với cậu. Cút, nếu không viên đạn này cho cậu. Không được, cút. Cút đi. Đi. Sẽ đến cứu tôi mà. Lữ đoàn trưởng Tiêu sợ tè ra quần rồi à? Bị tiêu chảy luôn rồi. Tránh ra. Giật Trần. Dật Trần.
Hôm nay trời thật đẹp. Giật Trần, Giật Trần, Giật Trần. Lần này công tử chết thật rồi. Đang nói cái gì? Tiểu tử thối, nói cái gì? Anh, tôi nghe tôi nói, lưu lại cái này. Đây là danh sách của lữ đoàn 17. Họ rất đáng tin cậy. Anh hãy cho họ đi theo Đảng Cộng sản, giúp đỡ họ, đừng bao giờ nói gót tôi. Danh sách này xin hãy giữ kỹ. Thầy tôi nhận lỗi với chú Dương. Tôi không muốn nói dối chú ấy, nhưng tôi là đặc công, không có cách khác. Mọi người đừng nhớ tôi. Dần Trần, đừng khóc, đừng khóc. Kiếp sau chúng ta sẽ là mãi là anh em. Dần Trần, Dần Trần, Dần Trần, Dần Trần, Dần Trần. Giật Trần, tôi và anh vẫn chưa hoàn thành ước mơ mà. Giật Trần, Giật Trần. Người anh em, tôi biết là anh thích náo nhiệt, nhưng tôi không thể tổ chức tang lễ cho anh. Đừng trách tôi. Hãy ở dưới đó thật tốt, chăm sóc ba giùm tôi. Có muốn cái gì báo mộng về cho tôi. Dân ca, anh đừng đau buồn quá. Anh muốn đi đâu? Dần ca, em biết Dần Trần vừa qua đời làm anh rất buồn, nhưng chúng ta phải bình tĩnh lại đã. Em không thể mất anh được nữa. Hay là chúng ta đi tìm chú Thái, chú ấy sẽ có cách. Hỏng rồi, chú Thái. Điều tra rõ danh tính chưa? Tạm thời vẫn chưa. Hắn bao che tiêu Giật Trần, có lẽ người của lữ đoàn 17. Tôi không muốn nghe phỏng đoán, tôi muốn tin chính xác. Rõ. Trưởng ban, tôi có một đề nghị, nói không chừng sẽ có chuyện bất ngờ. Cứ nói.
Chú Triệu nhờ tôi thông báo cho mọi người chuẩn bị tinh thần. Tiểu quân đội khoan hành động. Nhóm biệt động do tôi toàn quyền phụ trách. Đóng cửa thảo dược đường. Những thứ liên quan lý lịch cá nhân cất đi hết. Tiểu Ngư phải rời khỏi Phục Hưng Phạm. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngư, nghe tôi nói đi. Cô phải bình tĩnh lại. Chú Thái bị Mã Quỷ Long bắt rồi. Hiện tại đang ở bệnh viện Vũ Thành cấp cứu. Cái gì? Ba tôi bị Mã Quỷ Long bắt rồi. Tôi sẽ đi cứu ba tôi. Chúng tôi sẽ đi cùng cô. Nhưng mà thân phận của chú Thái tuyệt đối không được để lộ ra. Chú Thái cứu Tiêu Dật Trần mới bị bắt. Hành động cứu viện giao cho tôi. Được. Nếu mọi người đều nhất trí, tối nay sẽ hành động. Tôi là người đứng đầu nhóm biệt động. Có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cảm ơn mọi người. Thiếu Đình, giờ này mà anh còn đi ra ngoài? Dạo này bận lắm hả? Ban chỉ huy gọi điện nói Tiêu Dật Trần chết rồi, nói anh đi một chuyến. Em sao vậy? Tiêu Dật Trần chết rồi. Đúng vậy. Còn trẻ mà lại chết yểu, đáng tiếc. Chết rồi à? Sao lại chết rồi? Dật Trần, em sẵn sàng rồi mà. Nói em biết đi. Sao lại bỏ đi? Có vẻ như thiếu soái không quan nghênh tôi. Tạm biệt. Lữ đoàn trưởng Tiêu xin dừng bước. Vốn chỉ tư lệnh muốn đích thân đón anh, nhưng tôi nói lữ đoàn trưởng Tiêu luôn khiêm tốn. Nếu tư lệnh đích thân đến gặp, e rằng lữ đoàn trưởng Tiêu sẽ không thích. Thiếu phu nhân ăn nói khéo quá, hay hơn người nào đó nhiều. Lữ đoàn trưởng Tiêu, cái gì? Khang tư lệnh cử một người phụ nữ đến thương lượng với tôi à? Những gì đàn ông có thể làm, phụ nữ cũng có thể. Tôi thích kiểu người phụ nữ độc lập đặc biệt như cô. Tôi là Đỗ Hoài Bích. Tôi sẽ không thừa nhận thất bại. Bắn. Hay quá. Bắn đi, bắn tiếp nào. Chẳng hỏi lại. Truyền nhiễm, tránh ra, mau tránh ra. Không vào được, không vào được, ra ngoài. Không vào được, không vào được, ra ngoài. Các người làm gì? Nắm chắc thời cơ. Nhanh, đi. Đi thôi. Cẩn thận.
Lần này nhanh hơn lần trước. Lần nào mà không nhanh. Đuổi theo. Nhanh lên. Đuổi theo. Chạy. Nhanh lên. Mau lên xe. Lên xe. Dừng lại. Ba, chú thấy. Ba, chú thấy sao rồi? Ba, ba sao rồi?